Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Kenki Gaming đây. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục tới với cả cái xe đi về đo nha. Thì hôm nay là tập 2, thì hôm nay mình sẽ chơi tiếp cái đo này. Thì trước khi review video này, các bạn cho mình một like và một subscribe để kênh mình, để mình có nhiều động lực để ra video mới cho các bạn. Rồi, mình chơi tiếp, rồi mình chơi tiếp cái phần lúc này. Đừng nhảy lên. Ôi. Nó không dừng đến đây. Tôi thấy quyển sách này. Tao vừa mới lấy được một. Ê, nó đi rồi đấy. Ok, nó đi rồi. Nó đi rồi, chắc thử một lấy sách. Tao đi đến chỗ lấy tàu công thức đây. Tôi yên tâm. Ok. Tôi có tàu công thức rồi. Cái đầu tiên là 4 nha. 4. Bốn. Cái đầu tiên là 4. Cẩn thận. À đây, tôi thấy cái sách nữa này. Cẩn thận. À mày qua. Nó có đi rồi đâu. Nó có đi rồi. Lộ trình của nó khác rồi. Thì tao vẫn chưa thấy cái cửa sách này. Ôi. Đi đằng sau con nó thích rồi. À đây tớ lại thấy thêm một cửa sách nữa. Chắc thấy luôn. À, xem đấy có. Không thấy. Chưa thấy. Đấy nhỉ, tớ cũng thích tớ xem này. Không phải hơn gì. Tí. Đi về nhanh. 4, 5. bốn năm x x nhưng mà tí nó đi theo lộ trình mà không đến đâu. Đây là game kinh dị mà. Ôi chết rồi, có phải chuyện 454. Ok, 454. À 4 4. Đợi tí để tôi coi. Cậu trai phần chat gì? 4 5 4 5 này. 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4. Ok, 4 5 1 4. Chắc phần sát đi. 4 5 4. Có ngôi sao đâu. 4 5 1 4. 4 5 1 4 đúng không? Chắc phần sát đi. Chắc đi cũng chắc được. 4 5 4 4. 4 5 4 4. Xong. Ok, có ngôi sao đâu. Bốn năm một bốn. Không phải sách này. 4 5 1 4. Không có. Không phải sách này luôn. 4 5 4 4. Thôi con thích rồi mà không nhìn thấy tới. Hoặc là không nghe được gì tới chứ. Ồ, nhìn ngôi sao chưa có. 4 5 4. 4 5 4 4. 14 5 4 4. Ơ nó đi xuống chưa? Có chưa? Ở nó đi xuống mà 4 5 4 4 kìa. Rồi xong nó lại đi lên rồi. Khoan, tao phải nhanh lên. Cố lên mình ơi. Ok, sao rồi? Ôi, may quá. Đợi cái configure nó đi xuống ở cả hai cạnh bên nha. 4 5 4 4. Chưa thấy ngôi sao, đã tìm. Tới lên tớ tìm rồi, không có ngôi sao đâu. Ok. Đợi cái configure nó đi xuống cả hai lên luôn. Nhưng mà làm gì có ngôi sao trên đấy đâu. Ok, đi. À, thấy quất rồi. Không, nhưng mà đây là hình tròn. Yên tâm cậu, mà chỉ một số thôi thì mình nhấn bừa cũng được. Nhấn bừa những đâu đúng. Chú nhấn bừa, không cần. Cứ nhấn bừa x đi. Nếu mà mình nhấn bừa x thì nó lại đúng mình sao. Cậu lên đi. Thương. 4 5 4 4 5 4 4 0. Không đúng. 4 5 4 4 1. Ôi giận ý. Ê đừng đấy, làm gì chết đây. Đừng ấy chết đây.
Không, không chết, không chết, không chết, không chết, đứng lên, không chết được. Chết. Nó phải đứng ngay cái chỗ này mới. Đâu, 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 à, quê, quê, quê. Thế bây giờ cậu lấy từ 4, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 4, 4, rồi 2. Ô, ô, đúng này, đúng này, đúng này, 4, 5, 4, 2 này, ui. Ừ. Tao chọn đúng một lần này, đúng luôn. Tao, tao cũng đúng mà. Ồ, xong tao bị đắc rồi. Qua này. Yes. Tớ sẽ mua cái này. Ơ, thành giá nó mất rồi. Thành giá hôm nay không bán à? Thành giá mất tích rồi. Mua lock pick. Cậu có mua cái mốt cái đèn pin không? Không biết. Để tớ bắt cái này cho đến khi nào nó hết thì... Tớ tiếp 10.000 thôi nào. Tớ tiếp 10.000 thôi. Tớ có chìa khóa đồ lâu này. Đi. Ok. Đi. Ok, tớ đã có được 53. Đi đi. Đây không chấp đúng không? 53. 54 này. Ủa, 54 đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Ô, có tiền này. Đi thẳng đi. 54. Ok, tôi nến vẫn bật, tôi nến vẫn bật. Bây giờ... Ây! Ôi, mày coi, có cái 55. Ôi! Tớ nghe cái gì? Xin chào. Đây. 56. Ui! Ui! Ôi mày đấy. Tớ bị mất mơ đúng một giọt pin. Nhưng không sao, có thể là mất tiền. 57 này. Ôi tớ ơi, có thêm một lock pick. Ấy đừng nhặt nữa, đừng nhặt. Ơ chìa khóa đầu lâu này. Ờ chìa khóa đầu lâu ơi, tớ mở được the room nhưng mà tớ không tìm được. 59. 60. Cô bọn mình gọi là đi lên lấy cái phòng y tế. Để có ai chơi game. Nào. Đúng, vào đây. Ôi, nghe tôi thấy tiếng gì. Vào đây nhớ nữa đâu gặp con rớt. Ở đâu? Cậu đâu? Không có nào cả. Cậu đâu rồi? Tôi đang... Ok, đi. Đúng đấy, chả đi gì. Ô khoan, cửa có bao nhiêu? 461, 62. Có 1 rồi thì 62. Ôi, cái này phải mê cung này hơi khó chịu ấy. Ờ, mê cung này phải khó chịu ấy. Ừ, rất khó chịu. À, tao qua này. Không có này. Ô, có cân gà rồi, nhanh, may quá. Có rồi, có rồi. Hay. Đi. Đâu rồi. Tao khó nhìn quá, chả nhìn được gì luôn. À đâu, bên này. Đi, tớ đang ở đằng sau cậu. Có 2. Nãy giờ vẫn chưa gặp con rớt gì. Ồ 63. Vinh. Đèn thơ bầu 63. 64. À bây giờ mình nhập tiền lắm gì nữa. Bây giờ mình qua. Ôi, ôi chơi chơi chút. Ê, trong gì cái tủ vậy? Đủ cậu chắc. Ôi, là mày đây. Tí nữa thì tao không ra được. Không ra được. Mày quá. Mày đây. Tí thì tao chết. Tí thì chết. Rồi, có tí thì bị đá ra. 6667. 6767. Cái này tìm chìa khóa nên chỉ cần nhìn số chìa khóa là được. Chìa khóa ra ta. Ồ, có rồi. 6767 đi. Lên không. 67. Đây, đến rồi. Cổ đi. Ok. Tớ sẽ ra lấy Ăn máu. Ô, cầm đúng ra tay luôn kìa. Ồ, có con mắt. 600 luôn đấy. 68. Có con mắt rồi. Lại sắp lống xích. Lại sắp đấm xích rồi. Bắt đầu từ cửa 50 trở lên là bắt đầu nó tan nát hay sao ấy? Ừ, nó tan nát hơn hẳn luôn. À đây, cửa 71 này. Ồ, ok. Sắp đến cửa 100 rồi, sắp phá đảo rồi. Rồi, lại đến cửa này. Dễ thế à? Đây tớ sẽ cầm thuốc vitamin phòng ngừa tớ
Đây rồi. Con xích xích con hai người đây. Con tu tu xin xích. À bên này. Bên phải. Bên trái. Bên trái. Bên nào? Trên. Phải trái trên. Ở trên luôn. Phải. Chết rồi. Con nói chậm quá. Ôi. Cố lên nào. Yes. Ờ, nhà quê. 109 à? 109 cũng nhiều mà. Ừ, 79 rồi. 79 này. 80. Ủa đèn chớp. Ô tắm đồ xong. Đợi tí, đừng ra vội. Đấy, nó đi nhanh lắm, phải đợi nó đi hai lần rồi còn mới ra. Chả hiểu luôn ấy. Thế bây giờ chơi lại không? Nhìn cái con nó nữa. Nhìn con đấy vui nhỉ. Thôi các bạn ơi, chơi này cho các bạn ạ. Có 2 tập cho các bạn ạ. Và nếu các bạn thích video này, các bạn cho mình một like, một subscribe cho các bạn. Và giờ thì các bạn bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.